Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cơ. Trong video ngày hôm nay, kênh học của tướng Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ vô cùng đỉnh cao và đặc sắc đánh trong mùa giải vô địch cá nhân của Trung Quốc năm 1965 đánh tại thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị Linh Hạ. Trận cờ đỉnh cao của người cầm đỏ đi tiên là Kỳ Ma Dương Quân Lân, danh thủ nổi tiếng của Trung Quốc đánh với tổ thần đồng Lý Nghĩa Đình. Ở thời điểm đó thì Lý Nghĩa Đình cũng có tuổi khá cao. Chúng ta sẽ cùng đón xem trận đại chiến của hai nhất đại tung sư của làng người tướng Trung Hoa Bên đỏ đi tiên kỳ ma là chọn phương án khai cục bằng đường cờ là pháo 2 bình 5, tấn công bằng pháo đầu. Bên đen chuyển thuận pháo mã 2 tiến 3, mã 8 tiến 7, hoành xe và xe 9 bình 8 ngay và xe lộ trực. Bên tiên xe 1 bình 6 và bên đen ngay lập tức đi đường cờ là sĩ 6 tiến 5 đến từ Lý Nghĩa Đinh. Ngoài ra trong biến hóa khách cuộc của thời kỳ này người ta thích lối chơi mã 2 tiến 3 nhiều hơn. Trong thực chiến quỳnh cờ thì Lý Nghĩa Đinh lại chọn bên hóa là sĩ 6 tiến 5. Bên tiên mã 8 tiến 7, bên đen mã 2 tiến 1 và dừng một lần bình 3 tiến 1 ngay xe 8 tiến 4 mã 3 tiến 4 vút mã tấn công và để đối phó lại thì bên đen lựa chọn bên hóa là phó 2 bình 3 chạy phá qua lộ 3 để mượn đường ra xe 1 bình 2 trong bối cảnh trên nếu mà bên của Lính Đình lựa chọn biến hóa là xe 8 bình 6 thì sao? khi đó bên tiên của Kim Ma Dư Lân ông hoàn toàn có thể phóng tiếp đường cờ là xe 6 tiến 3 để mượn đường phòng thủ đúng tới hỗ trợ cho phó 5 bình 4 để bắt xe. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của hình cơ thì bên đen của Lý Nghĩa Đình lựa chọn bên hóa là pháo 2, bình 3 ngay. Bên tiên tiến xe mới đấu cây cảm thấy là cái thủ pháp điều quân khá hay và linh động của kỳ ma Dương ngũ lần xứng đáng nhất đại cao thủ của làng tướng Trung Quốc. Ở trong thực chiến thì bên đen đã không muốn đấu cây lựa chọn bên hóa là xe 8 tiến 4 ngay để có thể chuẩn bị tấn công. Chúng ta có thể xét thêm trong bối cảnh mà bên đen của lính Nghĩa Đình cầm xe để ăn xe thì sao? Và khi đó bên tiên sau khi cấp lại quân các bạn thấy là sẽ có nhịp để cho có thể bắt pháo và pháo chạy đi là có thể mượn tiếp đường cờ binh 7 đến 1 nó khiến cho đường ra xe một 2 của bên đen sẽ khó hơn khi các bạn thấy nếu mà bên đen xem một bình 2 thì bên tiên có thể phóng mã 7 đến 8 để phản kích ngay trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đen của Lý Nguyễn Đinh ông lựa chọn biến hóa là xe 8 đến 4 thoát xe đi bên tiên pháo 8 đến 4 ngay mượn lực tấn công vào trung lộ các bạn thấy hình cờ tấn công khá hay của bên tiên ở trong thực chiến của hình cờ thì bên đen cầm phương án xe tám bình hai tuy nhiên đây một biến hoa có phần bất nhịp khi mà bên đỏ phía sau vẫn đập con pháo vào trung tâm ngoài biến trên thì bên đen có thể đi đường cờ là xe 8 bình 6 trước thì có phần tốt hơn một chút trong hình cờ như vậy ở các bạn thấy đánh hình trên thì bên đen có thể ra được con xe một bình hai có hai xe khá đẹp mặc dù vẫn đứng ở cái thế kém hơn so với bên đỏ trong thực chiến của cơ thì lựa chọn của Lê Nghĩa Đình ông cầm con xe điều qua độ 2 đã tạo điểm về cho bên tiên vẫn là cái thủ pháp chạy pháo vật trung lộ ngay. Bên đen lại như mất điệp điều xe qua lộ 6 và bên tiên có hai bên có thể đi. Ở trong thực chiến thì dây một lần ông lựa chọn biến hóa là xe 6 thoái 1, thoái về để giữ mã ngoài ra có thể trực tiếp đi đường cờ mã 4 tiến 3 để cướp tốt vẫn làm bên có thực lợi hơn dành cho bên tiên. Xe 1 bình 2 bên đỏ tiếp theo đường cờ xe 9 đến 1 các bạn thấy cái đường cờ đổi quân rất là cao tay của kỳ ma dương của lân trong thực chiến thì bên đen chấp nhận phương án này bởi nếu mà không đấu xe mà thoát đi thì sau khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể phá lâm thái một lúc sau có thể chạy còn xe chín hình công của bên tiên là rất mạnh đối với mặt với biến hóa của bên tiên thì bên đen chấp nhận phương án đấu xe ngay ép buộc là bên đỏ phải thoát mạng về và tiếp theo thủ đoạn Xe 2.8 có thể bắt cây. Chúng ta tưởng chừng như đây là một nước cờ hớ của bên tiên khi để cho bên đen có thủ pháp tiến xe 2.8 để bắt lại quân. Trong thực chiến thì bên đỏ xử lý như sau. Đầu tiên là phương án cờ lăng mã bắt pháo. Bên đen chạy pháo bắt xe. Bên tiên tiếp tục thả tiếp một đường xe rất hay. Phương án chạy con xe bình của lộ 4. Đây là cái ý tưởng tấn công rất là kinh điển của kỳ ma dân của lân các bạn thấy là trong thực chiến thì bên đen không dám ăn mã lập tức điều cần xe 2 bình có lộ 4 ngay để có thể thoái về phòng thủ cũng như là đe dọa tình huống cơ đây sĩ ở trong hình cờ trên chúng ta thấy thêm nếu mà bên đen cầm xe ăn mã thì sao ở à, khi đó bên tiên thì là người nhanh hơn trong tốc độ công sát ở à, bên đỏ của kỳ ma hoàn toàn thể phóng đường cờ là mã sau tiến 4 đe dọa nhảy ngoại tào bên đen có thu về thì có thể đi tiếp đường cờ sĩ 4 tiến 5 để mượn đường cho tướng năm mình bốn khiến cho bên đen thì không thể thủ được trong mình cờ như vậy trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đen của lính Linh cũng là một cao thủ hàng đầu của Trung Quốc thời điểm đó. Ông lựa chọn biến hóa là xe 2 bình 4 ngay. Bên tiên phóng mã qua vẫn tiếp tục đe dọa sát cục. Bên đen ngay lập tức cho thoái pháo về. Ở à bên đỏ dị 4 tiến 5. Các bạn thấy nó vẫn đang mượn đường cho tướng là bình 4 ngựa ra tên trinh. Bên đen mã 7 tiến 5. Bên tiền vẫn còn còn pháo còn lại. Quật à lên để không chế dung lộ. Các bạn thấy là hình công của bên đỏ là quá mạnh trong bối cảnh như trên trong thực chiến quỳnh cờ thì bên đen đã ngay lập tức cấp tốc cho kéo xe về để phòng thủ ngay bởi trong bối cảnh mà bên đen ham ăn đi đường cờ là xe ăn mã thì sao à khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể phế mã ép bên đen phải theo pháo và mượn đường cho ở minh mình bốn ngày bên đen thì không thể hóa giải được đường công của bên tiên trong thực chiến quỳnh cờ thì bên đen của lính nghĩa đình đã phải chấp nhận phương án kéo xe về bên tiên cho pháo vật quá tốt tiếp tục bắt xe xe qua và đường cờ phóng mã tấn công mã 9 đến 7 cảm thấy là cái thủ pháp điều mã cũng rất tinh hoa của kỳ ma trong thực chiến thì bên đen đã rẽ con phần bình 6 để cản đường phát triển của lộ mã lộ tứ của bên tiên ngoài ra trong bối cảnh mà bên đen cầm xe 4 bình 3 để quét tốt thì sao khiến cho con mã đỏ có thể thoát không khi đó thì bên tiên sẽ không chạy mã mà có thủ pháp tất cao tay phương án thoái mã về để mượn lực bắt xe bắt xe thì là phụ thôi thực chất trong của tình huống trên nó khiến cho bên đỏ sẽ có thời cơ mượn đường cho pháo 3 bình năm để nhập trung lộ nó khiến cho bên đen sẽ không thể thủ được trong bối cảnh như vậy trong thực chiến quyền cờ đối mặt với mưu mô của bên tiên thì bên đen đối phó lại bằng đường cờ tách con pháo đầu qua có thể bắt xe và cản đường mã bên đen thu về các bạn thấy một cái đường cờ khá hay vừa có thể mượn lực cho pháo 3 bình năm đồng thời không cho bên đen có thời cơ bắt tốt pha 4 bình 3 Chiều ngay Tướng qua và tiếp theo bình 3 tiến 1 Đưa tốt tấn công hình công của bên đỏ Tỏ ra rất mạch lạc và có nhiều tính phản kích Bên đen thu về Bên tiền của kỳ ma Dựng lần ông tiếp tục là tiến minh 3 Lắc qua Pháo vật đường biên Và thoát tướng vào trung lộ à, Tuy nhiên thì bên đỏ đang có thể công khá mạnh Với sức tính của bên tiên thì bên đen rất khó Thể thủ được trong bối cảnh như vậy Bình 3 tiến 1 Pháo thoát Tượng 7 tiến 5, binh 1 tiến 1 mở đường lên mã 1 tiến 2, biên tiên cũng là tiến binh, tượng 3 tiến 5, phóng xe, binh 3 tiến 1, lượn mã qua và binh 3, bên đỏ liên đường cờ là tầm tiến 7 thôi. ở Trong thực chiến quỳnh cờ thì bên đen tiếp theo đường cờ mã 1 tiến 2, kết một đường sông mã, đây có thể đối sát đối với biên tiên. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên đen cầm xe để che đường mã thì sao? À, khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể điều còn xe 4 bình quân lộ 6 ngay. À, các bạn thấy nếu mà đấu xe thì bên tiên cũng rất là mạnh thì có thể thả tiếp đường cờ mã 5 tiền 6. Còn trong hình cờ mà bên đen chạy xe đi thì bên đỏ hoàn toàn có thể thu tượng về. Vì sau có khá nhiều cách thức để có thể phản công. Khi các bạn thấy là hình cờ của bên đen đang khá chật trội và bị bách. Trong thực chiến của văn đấu trên thì lựa chọn của Lý Nghĩa Đình ông cầm mã 1 tiền 2 bên tiên chạy mã ngay vừa chạy vừa công các bạn thấy đường cờ mã 6 tiến 7 đang có thể bắt xe ép buộc là bên đèn phải chạy xe đi và đường cờ phá bình 3 thu về bắt tốt bình 3 tiến 1 và tiếp theo đường cờ là xe 9 tiến 4 để quét tốt biên của bên tiên ngoài ra trong bối cảnh mà bên có cầm xe để chạy qua lỗ 7 thì sao à, khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể phế tốt tượng về thì có thể thu tiếp đường cờ là pháo 3 tiến 1 để có thể hỗ trợ cho tấn công vào dọc trục ở trung tâm đồng thời có thể mượn đường chạy qua lộ biên. Hình cờ các bạn thấy là bên đỏ cũng rất là mạnh. Ở trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đen của Lê Nghĩa Đình ông cầm con xe 9 tiền 4 để quét tốt biên. Và bên đỏ tiếp theo đi một đường cờ rất cao phương án xe 4 tiền 2 phế xe để có thể dọn sát. Các bạn thấy pháo ăn qua là pháo vật tượng thua ngay. Ở trong thực chiến thì bên đen đã ngay lập tức thoái xe về đáy để phòng thủ ngay. Còn trong bối cảnh khác như là đường cờ lên tượng biên thì sao? À, khi đó tính lên kết tượng đã bị mất thì bên đỏ hoàn toàn để dùng con mã để chém tượng ngay pháo ăn xe là đường cờ đóng con pháo 3 bình 5 đe dọa nhảy mã lưng chiếu là bên đen cũng thua bên đen có muốn tách pháo để mở đường thì bên đỏ có thể binh ba lính bốn vừa ăn pháo vừa cấm tướng của bên đen phát kích đây là hình cờ mà bên đen nhìn thấy trước phát cục tuy nhiên không thể tránh khỏi một trận thua trong thực chiến của vận đấu này thì bên đen của lính đình ông cầm xe để thoái về tuy nhiên thì bên đỏ đang có thế công quá mạnh lập tức ký ma dơ lần dùng mã của mình để chém thẳng tượng ở trung tâm. Bên đen trong chính cuộc lựa chọn của Lý Nghị Đinh là phương án cầm pháo ăn xe, về sau đó để cho bên đỏ cầm con pháo 3 bình 5, đóng thẳng vào trung lộ đe dọa đường cờ lăng mã để lựng chiếu sát cục. Sau khi đánh hình cờ trên thì bên đen trong thực chiến cũng đã phải buông cờ nhận thua bởi không có cách nào để thể hóa giải đường công của bên tiên cả. Chúng ta sẽ quay lại một chút ở hình cờ trước đó. Trong hình cờ trên mà bên đen không cầm pháo ăn xe mà chạy đường cờ vích qua để thủ thì sao? Khi đó bên tiên của kỳ ma hoàn toàn thể phóng đường cờ là xe 1 đến 1 để ép buộc bên đen phải chạy tướng lên lầu 2 và đường cờ tiếp theo phương án lăng mạn tấn công. À, các bạn thấy là tướng chạy qua lộ 4 là xe theo cũng thua ngay. trong hình cờ mà lên tướng thì bên đỏ sẽ quét xe qua sĩ để phục đường cờ là xe 6 thứ 2 bên này có thoái về là đường cờ là xe 6 thứ 1. hình cờ của bên đen cũng vỡ tan và không thể tránh khỏi rất cục phía sau như vậy kênh học của tương Online vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn và đến trên một ván cờ được xếp hàng kinh điển của lịch sử của tướng trung quốc ở trận cờ 5, 9, năm 1965 nghìn đánh thành phố ngân xuyên thủ phủ của khu tự trị linh hạ ở trong giải vô địch cá nhân của trung quốc 5, 9, năm 1965 xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo rất mong các bạn thấy dục like đăng ký đón chào với chương trình mới của kênh trong thời gian tới đây một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn